đời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết lòng để sáng sáng ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh vào lúc 8:30 đến 9:00 tối giờ Việt Nam, từ thứ hai đến thứ bảy, riêng chủ nhật từ 5:30 đến 6:00 chiều trên làn sóng ngắn 25m, tức 11.850 kilo chu kỳ. Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018, và là buổi phát thanh lần thứ 2611 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây. Tổ chức ân xá quốc tế yêu cầu trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng. Những người biểu tình ôn hòa ở Đồng Nai bị khởi tố. Việt Nam áp lực câu lạc bộ báo chí quốc tế Thái Lan ngừng chiếu bộ phim tài liệu Khi Mẹ Vắng Nhà. Trung Cộng âm thầm thử thiết bị điện tử phục vụ chiến tranh tại Biển Đông. Elon Musk gửi kỹ sư đến Thái Lan tiếp cứu đội banh thiếu nhi bị kẹt trong hang động. Đồng hương người Việt hải ngoại rầm rộ biểu tình hỗ trợ đồng bào trong nước. Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sẽ đó, qua chuyên mục Thế Giới Tuần Qua, tiến sĩ Lê Minh Nguyên sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. Dưới chương trình là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Thái Hòa phụ trách. Khách mời tuần này là nhà báo Nguyễn Vũ Bình, chung quanh đề tài kinh tế Việt Nam và luật an ninh mạng. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục Danh Nhân Nước Việt. Đặc biệt, buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ lần thứ 7 của ông bà Nguyễn Thanh Trang tại San Diego, California, Hoa Kỳ, trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2018. Đồng thời để vinh danh blogger Nguyễn Văn Hóa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Minh Nguyệt và Hướng Dương trình bày sau đây. Như tin đã loan, tuần trước tổ chức ân xá quốc tế đã lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải bảo vệ cô Đỗ Thị Minh Hạnh, vì gia đình cô đã bị công an Côn Đồ liên tiếp khủng bố, ném chất cháy nổ, gạch đá và xịt hơi cay vào nhà. Vì cô Hạnh là người đứng ra bên vực quyền lợi cho người lao động, thì ngày 5 tháng 7, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt thêm một nhà đấu tranh dân chủ, blogger Lê Anh Hùng, và cáo buộc tội lợi dụng tự do dân chủ để chống phá nhà nước. Ngay sau khi tin này được loan tải, tổ chức ân xá quốc tế đã lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Lê Anh Hùng. Trong thông cáo, ông Mina Pimpo, giám đốc cao cấp của tổ chức ân xá quốc tế, nêu rõ rằng một lần nữa nhà chức trách Việt Nam đã sử dụng đến các điều luật đàn áp nặng nề để dập tắt những chỉ trích chính đáng và ôn hòa của người dân. Cáo buộc của nhà nước Việt Nam là vô căn cứ và kêu gọi Hà Nội chấm dứt việc sử dụng nhà tù như là một phương tiện để đàn áp những người chỉ trích nhà nước và đòi quyền tự do ngôn luận. Ngày 6 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho biết là đã hoàn tất kết luận điều tra và đã chuyển hồ sơ vụ 20 nghi can về hành vi gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường lớn trong những ngày toàn quốc xuống đường biểu tình chống dự luật đặc khu và luật an ninh mạng vào hai ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua. Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 7, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng trả lời báo chí về câu hỏi liên quan đến việc Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã yêu cầu câu lạc bộ báo chí quốc tế Thái Lan, gọi tắt là FCCT, không được chiếu bộ phim tài liệu Khi Mẹ Vắng Nhà. Ông nói rằng có nhiều thông tin sai lệch về một cá nhân đã bị xét xử và đang thi hành án theo pháp luật Việt Nam. Đây là bộ phim có nội dung trình bày về hoàn cảnh gia đình của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang phải thi hành bản án 10 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Tối ngày 4 tháng 7 2018, câu lạc bộ báo chí quốc tế Thái Lan đột ngột ra thông báo hủy buổi chiếu phim lần thứ hai tại Bangkok sau khi nhận được khiếu nại từ sứ quán Việt Nam. Thông báo của FCCT nêu rõ do áp lực của đại sứ quán Việt Nam yêu cầu không được tiếp tục chiếu bộ phim tài liệu này.
bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết, tôi biết phim đó chỉ nói về cuộc sống đời thường của gia đình tôi, đó là sự phản ánh trung thực về gia đình tôi, còn họ nói không đúng thì tôi không biết không đúng về cái gì. Ngày 5 tháng 7 vừa qua, nguồn tin từ CNBC của Hoa Kỳ cho biết, Trung Cộng đang bí mật tiến hành thử nghiệm các vũ khí điện tử mà họ lắp đặt tại các tiền đồn ở Trường Sa tại Biển Đông. Các thiết bị điện tử Trung Cộng lắp đặt nhằm gây nhiễu hay vô hiệu hóa các hệ thống radar cũng như truyền tin, được tiến hành ngay sau khi Trung Cộng bố trí các hệ thống hỏa tiễn chống hạm và phòng không tại ba tiền đồn ở Trường Sa. Những hệ thống phòng thủ cùng với trang thiết bị chiến tranh điện tử cho thấy biện pháp tăng cường của Trung Cộng tại vùng biển đang có tranh chấp dữ dội trên thế giới là Biển Đông. Tại đây năm 1974, Trung Cộng đã dùng quân sự đánh chiếm Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng Hòa, và năm 1988 đã đánh chiếm một số đảo ở Trường Sa, và đã biến những nơi đây thành các căn cứ quân sự. Ông Elon Musk, người sáng lập công ty Boeing, cũng là tổng giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, trụ sở tại Hoa Kỳ vừa cho biết, sẽ gửi một nhóm kỹ sư đến Thái Lan để xem xét nhằm tiếp cứu đội banh thiếu nhi đang bị kẹt trong hang động Tham Loan Năng Non, Thái Lan. Trên Twitter, ông Musk viết, các kỹ sư của SpaceX và Boeing Company lên đường đi Thái Lan vào ngày mai để xem chúng tôi có thể giúp ích gì cho chính phủ hay không. Có lẽ có những vấn đề phức tạp mà nếu không có mặt trực tiếp thì không hiểu hết được. Nhóm kỹ sư sẽ đến Thái Lan vào ngày 7 tháng 7. Được biết một thợ lặn giàu kinh nghiệm là cựu quân nhân Thái Lan, ông Samon Khunang, 38 tuổi, đã bị thiệt mạng trong sứ vụ đem dưỡng khí vào cho các tuyển thủ thiếu nhi trong động. Khi trở ra, ông đã kiệt sức và qua đời. Theo các nhà chuyên môn cho biết, dù là thợ lặn chuyên nghiệp, cũng rất khó lặn vào hang động lởm chởm đá chật hẹp này trong 5 tiếng đồng hồ. Theo thông báo của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, thì hôm nay ngày 7 tháng 7 năm 2018, nhiều nơi trên đất Mỹ sẽ có những cuộc biểu tình để hỗ trợ đồng bào trong nước tiếp tục phản đối dự luật an ninh mạng và luật đặc khu kinh tế do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương. Tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, sẽ có các phái đoàn Cộng đồng Người Việt Quốc gia New York, Pennsylvania, Philadelphia và phụ cận, Cộng đồng Richmond, Virginia, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, Texas, Cộng đồng Georgia, Cộng đồng tiểu bang Florida về tham dự. Ngoài ra tại Little Sài Gòn, miền Nam California, tại Portland, Oregon và nhiều nơi khác, cũng sẽ có các cuộc biểu tình tương tự. Liên tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các đài truyền hình tiếng Việt tại hải ngoại phụ trách. Vâng, Hải Sơn xin kính chào tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Có phải sự kiện đáng quan tâm trong tuần này thưa ông? Trước hết là việc Hoa Kỳ đã chính thức khai mở cuộc chiến thương mại và Trung Cộng ngay lập tức trả đũa với biện pháp tương tự. Ông có nhận xét gì về cuộc chiến thương mại này thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, hôm thứ Sáu, 6 tây tháng 7, thì Hoa Kỳ khai chiến với 34 tỷ đô la hàng hóa đánh thuế 25%. Trung Quốc chờ 12 tiếng đồng hồ sau bởi vì thời giờ Trung Quốc đi trước Hoa Kỳ 12 tiếng để mà phản pháo, bởi vì Trung Quốc không muốn là người khai quả trước và đánh trên đậu nành cũng như là nông sản của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ đánh trên máy móc, linh kiện máy bay, đĩa cứng, máy vi tính. Thật sự thì nó là cái bức tranh cạnh tranh lớn hơn, bởi vì Hoa Kỳ lo Trung Quốc sẽ vượt qua mặt Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là Trung Quốc muốn đứng đầu trong cái công nghệ cao như là robot, sinh học và trí thông minh nhân tạo mà Trung Quốc muốn dẫn đầu vào năm 2030. Trung Quốc đang có cái chương trình đang quảng cáo ồ ạt về vấn đề Made in China 2025, tức là 2025 Trung Quốc sẽ dẫn đầu về lĩnh vực sản xuất. Và một điểm nữa là Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ, cũng như Âu Châu đang cạnh tranh trên cái hạ tầng cơ sở cho Internet di động. Muốn là cái người đặt định những cái tiêu chuẩn của cái hạ tầng này, mà cái hạ tầng này nó có giá trị khoảng 12.300 tỷ vào năm 2035. Đó là cái hệ thống 5G. Hệ thống này nó sẽ điều khiển những cái xe tự vận hành và những thành phố thông minh trong tương lai.
về Trung Quốc có hai công ty là GTE và Huawei. Ở Âu Châu thì có Nokia, Ericsson và ở Hoa Kỳ có Qualcomm và Intel. Nói chung thì cái vấn đề chiến tranh thương mại đó nó sẽ đưa tới là không có người nào chiến thắng trong cuộc chiến này mà cả hai đều bị thiệt hại. Kinh tế thế giới sẽ bị khựng lại ít nhất là phần nửa chấm. Và cái phần Trung Quốc thì cái sự thất thế là Trung Quốc bán cho Hoa Kỳ tới 505 tỷ nhiều hơn là Hoa Kỳ bán cho Trung Quốc 130 tỷ. Cái phần Hoa Kỳ thất thế là vì là nước dân chủ cho nên ông Tổng thống lệ thuộc cử tri, nhất là cử tri nông nghiệp ở cái vùng ở Trung Mỹ. Cuộc chiến này nó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam và Việt Nam chắc chắn bị ảnh hưởng từ vấn đề tiền đồng bị mất giá, vấn đề vật giá gia tăng, vấn đề chứng khoán rớt và đầu tư ngoại quốc sẽ bị chậm lại. Dạ thưa anh. Vâng, trong một diễn biến khác, Hoa Kỳ trấn an rằng Hải quân Mỹ sẵn sàng bảo đảm tự do hàng hải và vận chuyển thương mại trước lời đe dọa sẽ cắt đứt con đường vận chuyển dầu ở vịnh Hormuz của Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Liệu xung đột vũ trang có thể xảy ra hay không, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, eo Hormuz nó nằm ngay chính giữa của cái eo vịnh Persian và eo vịnh Oman và nó đối diện với Dubai. Dầu của các quốc gia Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates và Iran đều phải đi qua cái ngã này. Nếu mà Iran ngăn chặn thì dầu của các quốc gia này không chuyên chở được. Iran một mình thì có thể không dám làm, nhưng mà nếu có Nga và Trung Quốc muốn phá Hoa Kỳ và hậu thuẫn Iran thì việc này nó có thể xảy ra. Nó sẽ đưa tới cái khủng hoảng lớn ở Trung Đông. Xét trong cái bối cảnh hiện giờ, Nga, Trung Quốc và các quốc gia Âu Châu, nhất là các quốc gia có ký ở trong cái thỏa ước hạt nhân với Iran như Anh, Pháp, Đức, họ đang muốn Iran có một lối thoát từ cái sự mà rút ra khỏi cái hiệp ước và cấm vận của ông Tổng thống Trump, thì cái việc Iran phong tỏa và tạo ra khủng hoảng nó có thể xảy ra. Dạ thưa anh. Vâng, quay sang Việt Nam, như mọi người đều biết, dự luật về đặc khu cho thuê đất 99 năm đã bị dân chúng cực lực phản đối và gây chia rẽ khá trầm trọng trong nội bộ Cộng sản Việt Nam. Đảng lo ngại quân đội không ủng hộ chính sách lớn này nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một mặt đòi quân đội tuyệt đối trung thành với đảng, một mặt cho các tướng lĩnh quân đội được tăng lương gấp 10 lần để ve vuốt. Ông có nhận xét gì về vai trò của quân đội trong lúc này, thưa ông Nguyên? Thưa anh Hải Sơn và thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam đang ve vuốt các tướng lãnh với phụ cấp đặc biệt cao gấp 10 lần so với tiền lương. Quân đội thì hiện giờ đang bất mãn công an vì bị công an lấn lướt trong vấn đề từ quyền lợi kinh tế bánh chia không đều cho tới các quân hàm của tướng tá cao hơn và nhiều hơn bên quân đội. Ông Nguyễn Phú Trọng thì ve vuốt quân đội, muốn quân đội trung thành với đảng, nhưng mà về trong đảng thì hiện giờ nó có chia ra nhiều phe nhóm. Cái phe mà binh vực luật đặc khu muốn phục vụ Trung Quốc thì có ông Phạm Minh Chính, ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Vương Đình Huệ. Cái phe gọi là nửa nạt nửa mở thì có ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quốc Vượng. Và cái phe mà chống luật đặc khu thì có ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai, ông Trần Đại Quang, vân vân. Cho nên những cái thành phần tốt trong quân đội, những thành phần muốn chống Trung Quốc thì họ không muốn ủng hộ đảng, nhưng mà họ muốn ủng hộ những tướng lãnh đánh trận trong quân đội hơn về phía đảng. Cộng sản Việt Nam thì họ đang bối rối bởi vì tiền của Trung Quốc thì họ đã nuốt rồi. Nếu không triển khai cái đặc khu thì chết với Trung Quốc, mà nếu triển khai thì có thể đưa tới đại loạn. Ông Phạm Minh Chính thì đang thao túng quyền lực với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Trung Quốc và có thể là ông Trọng trong nhiệm kỳ này để mà đẩy nhanh tiến độ đặc khu mà Trung Quốc đang mong muốn triển khai sớm và đốc thúc ông Chính làm, bởi vì ông Trọng đã trì trệ. Các diễn biến cho thấy là có dấu hiệu chính biến có khả năng xảy ra. Dạ thưa anh. Vâng, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian rút kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả Đáp Lời Sông Núi. Mong gặp lại tuần sau cũng trên chuyên mục này. Xin kính chào ông ạ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 m tức 11.850 km chu kỳ.
vào lúc 8:30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam, từ thứ Hai đến thứ Bảy, riêng Chủ nhật từ 5:30 đến 6 giờ chiều. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc số 605-781-9802. Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chương mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa điều hợp. Vâng, xin nhận lời cho anh Thái Hòa. Kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, hiện nay tình trạng kinh tế thế giới đang có nhiều biến động do cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và nó ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam. Riêng tại Việt Nam, luật an ninh mạng mà Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang vừa ký kết cũng gây những hậu quả rất là bất lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Đây là chủ đề mà chúng tôi bàn tới trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta tuần này. Khách mời tuần này là nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Ông thường theo dõi vấn đề kinh tế đặc biệt của Việt Nam và có những bài viết về vấn đề này trên các trang mạng xã hội. Xin kính chào nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Cảm ơn anh đã nhận lời tham dự cuộc nói chuyện với quý thính giả của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào quý thính giả của đài, rất vui được tham gia chương trình cùng anh Thái Hòa. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, trước khi đi vào tình hình kinh tế Việt Nam, xin anh cho quý thính giả biết về cái bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay thưa anh. Thưa anh Thái Hòa và thưa quý thính giả, trong phần giới thiệu anh Thái Hòa có nói qua là bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay đang hết sức phức tạp và nhạy cảm. Đó là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nguyên nhân của cuộc chiến thương mại này bắt đầu từ việc Tổng thống Donald Trump có một quan điểm đường lối nó khác hẳn những cái vị Tổng thống tiền nhiệm của Mỹ trước đây. Quan điểm nước Mỹ trên hết nó đi ngược với quan điểm của những vị Tổng thống tiền nhiệm ở chỗ này. Những vị Tổng thống tiền nhiệm mong muốn lôi kéo những nước Cộng sản cũ vào quỹ đạo của nền kinh tế thế giới. Hy vọng là mới sự phát triển kinh tế sẽ tạo ra một tầng lớp trung lưu. Và từ cái tầng lớp trung lưu đó, người dân sẽ tự mình thay đổi chế độ xã hội để thành một cái nước dân chủ, để hội nhập vào với thế giới. Đó là quan điểm chung của nước Mỹ trước đây và các cái vị tổng thống tiền nhiệm của Mỹ. Thế nhưng theo đuổi chiến lược như thế thì đến gần đây thì người ta mới vỡ lẽ ra được một điều là cái việc mong muốn lôi kéo những nước cộng sản với hội nhập quốc tế. Các nước đó có được cái sự hội nhập, có được cái sự ủng hộ giúp đỡ và phần nào là nhân nhượng của Mỹ và các nước phát triển. Nhưng đến lúc các cái nước này phát triển lên được một thời gian thì không hề xảy ra cái chuyện mong muốn mà những vị tổng thống tiền nhiệm cũng như là những cái chiến lược gia cũ của Mỹ dự đoán là sẽ xuất hiện một cái tầng lớp trung lưu để tự thay thế chế độ ở các nước cộng sản. Mà người dân ở các nước cộng sản vẫn rất là khổ cực và nghèo đói. Thế thì ông tổng thống Donald Trump này nên là ông không quan tâm đến cái chuyện đó. Ông chỉ quan tâm đến cái sức mạnh của nước Mỹ bằng con đường công bằng về thương mại, công bằng về mậu dịch. Tức phải có công bằng, chứ tôi không thể nhân nhượng anh được nữa. Và tôi không chịu thiệt cho các nước khác nữa, mà tôi phải vì đất nước tôi, nhân dân tôi. Quan điểm của ông Donald Trump là như thế. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như nước Mỹ đang thương mại với Trung Quốc, hiện nay theo tính toán sơ bộ là một đằng nhập vào là 170 tỷ đô, một đằng là nhập vào là 480 tỷ. Tức là nó có cái chênh lệch thương mại nó khoảng độ 300 tỷ đô la giữa Trung Quốc và Mỹ. Tức là Trung Quốc có lợi được hơn 300 tỷ đô la so với Mỹ. Khi mà ông chỉ nhập hàng vào có 170 tỷ thôi mà ông xuất ra cho người ta là 480 tỷ. Thì ông Trump này không đồng ý cái cách thức như vậy. Và ông quyết định là ông đặt vấn đề là công bằng thương mại. Tức là ông đánh thuế tôi những hàng này như thế này thì tôi cũng sẽ đánh thuế ông những cái mặt hàng khác như thế. Nó là tương đương. Thế thì khi ông ấy đánh thuế lên các cái mặt hàng của Trung Quốc thì bây giờ chúng ta lại tìm hiểu xem cái nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay. Thì nó lại là một cái nền kinh tế về nổi thì rất là phát triển, đứng thứ hai thế giới. Nhưng trong thực chất, kinh tế của Trung Quốc gần như là cũng như Việt Nam, tức là nền kinh tế rỗng ruột. Hiện nay, Việt Nam số nợ gấp 3 GDP, thì Trung Quốc số nợ gấp 4, gấp 5 GDP. Tức là thực chất của nó rất là eo ọt. Sự cân bằng thương mại của Mỹ, tức là đánh thuế vào các cái mặt hàng của Trung Quốc, thì đúng là giống một cái đòn chí tử vào cái nền kinh tế của Trung Quốc trong cái thời điểm rất khó khăn gai go của Trung Quốc như hiện nay. Thì đấy là bối cảnh chung của cái nền kinh tế thế giới là như vậy. Thưa nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang vừa ký kết luật an ninh mạng. Xin anh cho biết luật này ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam ra sao thưa anh? Thưa anh Thái Hòa và thưa quý thính giả, về cái luật an ninh mạng này, chúng ta biết về bản chất nó là một cái sự ô bạo vào cái việc ngăn chặn những cái biểu đạt của con người. Họ nói là an ninh mạng nhưng mà thực ra hầu như nó không liên quan gì đến mạng internet cả, mà nó chỉ là vấn đề ngăn cấm những phát biểu của cá nhân.
trong luật an ninh mạng này còn có thêm những cái mục về những cái vấn đề bí mật của các doanh nghiệp. Khi cái luật an ninh mạng này đi vào hoạt động thì các công ty internet như Google, Facebook nó yêu cầu là khi nó cần thì các cái công ty này phải cung cấp những cái thông tin về những cá nhân, những doanh nghiệp, về những tài khoản ở trên cái mạng của họ. Thế thì cái việc cung cấp những cái thông tin và những bí mật như thế thì đối với người Việt Nam thì tất nhiên là người ta phản đối rồi, không ai đồng ý. Nhưng đối với các cái doanh nghiệp của nước ngoài hoặc là doanh nghiệp ở trong nước cũng vậy thôi. Người ta rất là lo sợ, nhất là các cái doanh nghiệp nước ngoài, người ta làm việc theo những tiêu chuẩn của quốc tế rồi thì người ta rất sợ. Thế thì người ta thấy là nếu như luật an ninh mạng này nó được thực thi thì không có gì để bảo vệ những cái bí mật doanh nghiệp của người ta cả, mà những cái bí mật nó sẽ bị phơi bày và nó sẽ không được bảo đảm an toàn và nhiều những cái vấn đề khác. Thế thì khi mà luật an ninh mạng được ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký tuyên bố ban hành thì làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng cũng như nhân dân rất là cao. Ngoài luật đặc khu ra thì luật an ninh mạng cũng là một yếu tố để dẫn tới cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6. Chấn động rất lớn đối với chế độ xã hội này. Thế thì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là sự phản ứng của toàn dân trước luật an ninh mạng này cũng làm cho các doanh nghiệp rất lo sợ. Yếu tố thứ hai là các doanh nghiệp phải cung cấp những cái thông tin của doanh nghiệp cho các cơ quan an ninh, cơ quan điều tra v.v. khi người ta cần. Tức là nó bất chấp những cái luật pháp quốc tế. Hai cái yếu tố như vậy làm cho toàn bộ những cái doanh nghiệp của nước ngoài cũng như những cái doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động theo môi trường pháp lý ở quốc tế hoặc là có những mối quan hệ xuất nhập khẩu v.v. người ta rất là lo sợ. Cộng thêm với cái tình trạng chiến tranh thương mại của Mỹ Trung đang xảy ra thì toàn bộ thị trường chứng khoán của Trung Quốc và của Việt Nam bị mất giá một cách thê thảm. Theo như những cái thông tin cập nhật mới đây thì cái thị trường chứng khoán của Trung Quốc mất 20% giá trị, nó tương đương khoảng 1.900 tỷ đô. Còn của Việt Nam trong tuần vừa qua mất độ 17% giá trị, tương đương với khoảng 40 tỷ đô. Đó là những phản ứng của thị trường, của người dân đối với những biến động của tình hình kinh tế thế giới như đối với luật pháp của đất nước. Nó biểu hiện lên thị trường chứng khoán là cái nhịp đập của một cái nền kinh tế. Thì người ta sợ người ta rút vốn, người ta bỏ chạy. Một mặt thị trường chứng khoán nó mất đi khoảng 40 tỷ đô la. Mặt khác cái giá đô la tăng lên từ khoảng độ 22.800 và bây giờ nó lên là 23.200 đồng một đô la. Thưa anh Thái Hòa, trong cái giai đoạn này, kể cả Trung Quốc, thì nó là một cái giai đoạn coi như vậy là giai đoạn cuối của sự tồn tại cũng như là cuối của những khủng hoảng rồi. Cho nên tôi rất là hy vọng. Xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Rất là cảm ơn anh Thái Hòa, cảm ơn quý thính giả. Lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, lịch sử thời cận đại đã ghi lại công đức của nhiều vị anh hùng dân tộc. Những người đã quên mình vì đại nghĩa, anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Một anh hùng chống thực dân Pháp được dân chúng ghi nhận qua câu ca dao: ở đây là đất ông Đề, Tây vô thì có, Tây về thì không. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Hùng Thiên Yên Thế của Việt Thái qua giọng đọc của Tam Thanh để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Hoàng Hoa Thám tên là Trương Văn Thám, còn được gọi là Đề Thám hay là Hùng Thiên Yên Thế. Ông sinh năm 1858 tại xã Dĩ Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Sau khi di cư lên Sơn Tây, Hà Tây, rồi đến Yên Thế, bây giờ là Bắc Giang. Cha ông là Trương Văn Thận và mẹ là Lương Thị Minh. Sinh thời cha mẹ ông đều là những người rất trọng nghĩa khí. Cả hai đều tham gia vào cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Văn Nhàn, Nồng Văn Vân ở Tây Sơn. Hoàng Hoa Thám được mô tả là người giỏi võ và khả năng lãnh đạo chỉ huy. Chính ông chỉ huy cuộc khởi nghĩa Yên Thế chống Pháp từ năm 1885 đến năm 1913. Năm 16 tuổi, Hoàng Hoa Thám tham gia cuộc khởi nghĩa của Đại Trận. Khi Pháp chiếm Bắc Ninh năm 1884, thì Hoàng Hoa Thám gia nhập đoàn nghĩa binh của Trần Quang Loan lãnh binh Bắc Ninh. Năm 1885, ông tham gia khởi nghĩa của Cai Kinh, tức là Hoàng Đình Kinh ở Lạng Giang. Sau khi Cai Kinh chết, ông chiến đấu dưới cờ của đoàn nghĩa quân Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm, và trở thành một vị chỉ huy có tài thao lược. Tháng 4 năm 1892, Đề Nắm bị thủ hạ tên là Đề Sặc sát hại và Hoàng Hoa Thám trở thành thủ lãnh của phong trào Yên Thế. Ông được dân quân dưới trướng gọi là Đề Thám. Ông tiếp tục hoạt động lập căn cứ ở Yên Thế và chiêu mộ thêm binh lính. Vì ông là người nổi danh nhất trong phong trào nông dân chống Pháp nên ông được dân chúng các vùng lân cận tôn danh là Hùng Thiên Yên Thế.
Trong gần 30 năm chiến đấu, Đề Thám đã nhiều lần tổ chức và đích thân chỉ huy tấn công quân Pháp, tiêu biểu là các trận ở thung lũng Hố Chuối vào tháng 12 năm 1890 và Đồng Hôm khoảng tháng 2 năm 1892. Từ năm 1893 đến năm 1895, quân Pháp tập trung lực lượng đàn áp cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Cấp chỉ huy Pháp không từ một thủ đoạn nào, từ phủ dụ đến bao vây tàn sát. Pháp ra lệnh cho tay sai là Lê Hoang cầm đầu đoàn quân, một mặt dụ hàng, mặt khác tung quân ra sức triệt hạ các xóm làng nơi nghĩa quân Yên Thế hoạt động. Đề Thám dùng chiến thuật du kích, tránh được các mũi tấn kích của quân Pháp và gây cho họ nhiều tổn thất nặng nề. Vào năm 1894, thấy chưa thể dập tắt được phong trào Yên Thế, Pháp đã yêu cầu giảng hòa, cắt nhượng cho nghĩa quân 4 tổng thuộc Yên Thế. Đề Thám cũng muốn tranh thủ thời gian để chuẩn bị và chiêu mộ thêm lực lượng nên đồng ý hòa hoãn. Nhưng chỉ vài tháng sau, đến tháng 10 năm 1895, Pháp đã bội ước, huy động toàn lực lượng mở những cuộc tấn công quy mô vào vùng Yên Thế. Pháp treo giải thưởng 30.000 đồng tiền Pháp cho kẻ nào bắt được Đề Thám. Lần tổng tấn công này của quân Pháp cũng không diệt được phong trào nông dân Yên Thế, nên Pháp phải yêu cầu giảng hòa lần thứ hai vào năm 1897. Trong hơn 10 năm hòa hoãn từ tháng 12 năm 1897 đến ngày 29 tháng Giêng năm 1909, nghĩa quân Yên Thế đã có những bước phát triển mới, địa bàn hoạt động được mở rộng từ nhiều miền, từ Trung Du đến Đồng Bằng và kể cả vùng Hà Nội. Đề Thám tổ chức thêm Đảng Nghĩa Hưng và Trung Chân Ứng Nghĩa Đạo làm nòng cốt và đã đích thân chỉ huy cuộc khởi nghĩa này ngày 27 tháng 6 năm 1908 của nhóm lính mới ở Hà Nội trong vụ Hà Thành đầu độc. Sự kiện này làm chấn động khắp cả nước. Ngoài ra, Đề Thám xúc tiến xây dựng đồn Phồn Xương thành căn cứ kháng chiến, đồng thời bí mật liên lạc với lực lượng yêu nước ở hải ngoại. Nhiều sĩ phu như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Phạm Văn Ngôn, Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên v.v. đã gặp gỡ Đề Thám và bàn kế hoạch phối hợp hành động mở thêm hoạt động tại vùng Đồng Bằng. Ngày 29 tháng Giêng năm 1909, Thống sứ Bắc Kỳ đã huy động 15.000 quân chính quy và lính khố xanh, cộng thêm 400 lính địa phương do Đại tá Ba Tai và Đại thần Lê Hoang chỉ huy, chia quân ra nhiều mũi dùi, một lần nữa tổng tấn công vào căn cứ Yên Thế. Đề Thám dàn quân chống trả, nhưng vì ít quân hơn nên phải rút lui khỏi Yên Thế, đến Thái Nguyên, Tam Đảo. Con ông là Cả Trọng bị tử thương và con gái út là Trương Thị Thế bị bắt. Lực lượng nghĩa quân yếu dần, đến cuối năm 1909 thì tan rã. Đề Thám phải sống ẩn náu trong khu rừng núi Yên Thế cùng hai thủ hạ Tâm Phúc. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế kết thúc vào năm 1913. Trong những ngày cuối cùng, Đề Thám chỉ còn vài thủ hạ bên cạnh và phải di chuyển liên tục. Khi ông tới vùng Hồ Lẫy, Pháp đã bố trí 3 người đến trá hàng để tiếp cận và hạ sát ông cùng hai thủ hạ vào sáng mùng 5 Tết năm Quý Sửu, tức ngày 10 tháng 2 năm 1913, sau đó bêu đầu ông ở phủ đường Yên Thế để thị quy. Mặc dù cuộc khởi nghĩa thất bại, nhưng tấm lòng yêu nước của Hoàng Hoa Thám sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng người dân Việt. Lịch sử vinh danh ông là anh hùng của dân tộc vì đã chiến đấu và hy sinh trong công cuộc chống ngoại xâm. Hầu hết các thành phố, các thị xã tại Việt Nam đều có những con đường mang tên Hoàng Hoa Thám. Tên ông còn được đặt ra cho những con phố, những con chợ, những chợ Hoàng Hoa Thám ở quận Tân Bình, Sài Gòn. Hùng thiêng Yên Thế, hùng thiêng Yên Thế, hùng thiêng Yên Thế. Hoàng Hoa Thám, người anh hùng nước Nam, sống vì dân, hy sinh vì sông núi, quyết dẹp tan thực dân Pháp tham tàn, quyết vượt qua nghìn khó khăn dòng máu, hùng thiêng Yên Thế danh lừng lẫy đến muôn sầu. Hoàng Hoa Thám từng kiên cường đấu tranh, ta để san cho quê nhà tươi sáng, quét sạch quân thực dân Pháp xâm lược, chỉ lược thao cùng nghĩa quân trong ta, dù muôn gian khó nhưng lòng vẫn quyết sống xa, dù
sinh sâu nẻo cao đấu tranh diệt ngoại xâm vì dân trường sơn kiếm trong tay tung hoành. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến blogger Nguyễn Văn Hóa, sinh năm 1995, bị bắt ngày 11 tháng 1 năm 2017 với bản án 7 năm tù giam. Một người Việt đã bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnuoi@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.